Chương 1 Tận thế dưới đất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lên lớp thế mà còn có thể ngồi sổng, ngồi sổng ở chỉ có cao ba thước trong động quật, đường duệ đang cắt tỉa trong đầu những tin tức kia. Các ngươi có thể nhớ cho kỹ, mỗi một đầu huyết mạch đều thông hướng một cái vô thượng thần tọa. Ta nhân loại đã đã mất đi rất rất nhiều, cho nên chúng ta mỗi người đều phải cố gắng đào móc tự thân tiềm năng, tăng lên giọng giạc tuyên truyền giảng giải, đường duệ cũng không có để ở trong lòng, lúc này hắn đầy trong đầu nghĩ, chỉ có một việc, cái kia chính là mình quả thật xuyên qua đến năm 3019 sao. Một ngàn năm về sau nhân loại, không phải hẳn là tiến vào vũ trụ, vượt qua cao đại thượng tinh không sinh hoạt, ở là phi thuyền vũ trụ, ăn chính là tinh không vũ trụ siêu cấp thực đơn, một lời không hợp liền nhảy vọt tinh không đi du lịch A, à. nhưng là sự thật lại là, nhân loại đã từ địa cầu tầng ngoài, lui giữ đến dưới đất. Linh khí khôi phục, giống loài tiến hóa, giấu ở thân thể con người bên trong huyết mạch, bắt đầu bị kích hoạt, thế nhưng là những phi cầm tẩu thú kia huyết mạch trong cơ thể, kích hoạt lại càng thêm nhanh chóng, thế là khổ cực nhân loại đành phải từ hoang dã lui giữ thành thị, lại từ thành thị lui giữ đến dưới đất. Các bạn học, chúng ta đã đã mất đi mặt đất, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể lại mất đi dưới mặt đất. Bởi vì, một khi mất đi dưới mặt đất, chính là chúng ta bị diệt tộc thời khắc. Cái này liền cần chúng ta mỗi người, cung phụng ra thuộc tại mình lực lượng, Đồng tâm hiệp lực, lần nữa khôi phục nhân tộc văn minh. Khụ khụ khụ. Một thân cho không trượt thu ăn mặt lão sư tề quân, cảm xúc kích động, lời còn chưa nói hết, liền giống bị bóp lấy cổ giống như khục không ngừng, mặt nghẹn đến đỏ bừng, gấp đến độ hắn đè lại trước ngực, trấn an giống như gỡ mấy lần, giống như là chỉ sợ không cẩn thận, trong bụng tâm can phổi liền sẽ xông tới giống như tề lão sư thương thế của ngươi lại lợi hại ta nhìn mấy ngày nay vẫn là không cần lại lên lớp hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi một chút đi một người trung niên nam tử có chút chật vật bò qua thông đạo tiến vào chỉ có cao ba thước phòng học trung niên nam tử này rất tráng cứ việc cố gắng co ro thân thể nhưng là đỉnh đầu của hắn vẫn như cũ đụng ở phòng học đỉnh tường đất vu đội trưởng có phải là tân giáo phòng chuẩn bị cho chúng ta tốt bọn nhỏ cũng không thể một mực ở loại địa phương này lên lớp A. Tề quân căn bản là không để ý tới trả lời, có chút vội vàng hỏi nói, nam tử trung niên sắc mặt thay đổi một chút, lập tức nói. Tề lão sư, ngươi biết đến, từ khi cái kia hát giáp cự vị sau khi đến, chúng ta cũng không dám động thổ. Chưởng khống giả cũng làm khó na. Tề quân thất vọng, sắc mặt cũng lạnh rất nhiều, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi lần này tới, Tề quân Minh Bạch Nam tử trung niên ý tứ, nhưng là đường duệ có chút không rõ, bởi vì hắn đạt được bản chủ ký ức, còn có chút loạn. Không có cách nào, ta là tới chiêu mộ. Vu đội trưởng một mặt bất đắc dĩ. Vu Bân, ngươi. Ngươi có phải điên rồi hay không? Chỗ này lớn nhất hài tử còn chưa đầy 16 tuổi, ngươi. Ngươi tại sao có thể chinh chiêu bọn hắn? Tề quân tức hỗn hển ồn ào nói, Vu Bân cười khổ một tiếng, khó xử nói. Tề lão sư, ta cũng không có cách, người của chúng ta không đủ dùng, không chinh chiêu, mùa đông liền không qua được. Tề quân trầm mặt lại, cuối cùng nói. Mấy cái? Hai cái. Vu Bân duỗi ra ngón tay, thấp giọng nói. Hôm qua tại thôn Tây, xuất hiện một đầu sông đầu thất bộ xa. Sông đầu thất bộ xa. Tề quân sắc mặt đại biến. Cái kia sông đầu thất bộ xa hiện tại vẫn còn chứ trưởng khống giả chém giết xong đầu thất bộ xà, thế nhưng là ngoại cần đội chết mất hai người. Vu Bân nói đến đây, ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía ở đây các thiếu niên. Đường Duệ, là Đông Viễn. Bị Đường Duệ sở chiếm cứ thân thể bản chủ, cũng gọi Đường Duệ. Lúc đầu chính suy nghĩ lung tung Đường Duệ bất thình lình nghe được có người gọi hắn, theo bản năng ngẩng đầu lên. Mà La Đông Viễn thì là Đường Duệ cách đó không xa, một cái nhìn qua có chút thiếu niên gầy yếu dựa theo trưởng khống giả mệnh lệnh, từ từ mai, các ngươi chính là ngoại cần đội một thành viên, chúc mừng hai người các ngươi quát con, các ngươi có thể kết hôn. Kết hôn. đương Duệ một mặt choáng váng, cái này mới vừa vặn xuyên qua liền có thể cưới vợ. Giống như không tệ u, kiếp trước làm trạch nam, hai mươi mấy tuổi vẫn là quan can tư lệnh đâu. Nhưng là cái kia la đông viễn lại nghẹn ngào hỏi. Vì? Vì cái gì chiêu mộ ta, ta tuổi tác vẫn chưa tới, dù cho chiêu mộ cũng có sao ta tuổi tác lớn đường duệ ngươi nói có đúng hay không đường duệ đối với la đông viễn có chút im lặng gia hỏa này giống như bị sợ choáng váng vì tăng lớn sức thuyết phục rất thẳng thắn đem đồng học lôi ra đến làm đệm lưng vu bân lạnh lùng nói đường duệ phàm phong huyết mạch đệ cửu đẳng la đông viễn phàm thổ huyết mạch đệ bác đẳng hai người các ngươi thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ khả năng chỉ có một phần vạn cho nên chinh chiêu các ngươi. Cái này chẳng những là chúng ta 9.532 sinh tồn điểm quy củ, cũ, cũng là cả nhân tộc quy củ, làm sao, có ý kiến A. À? Vu Bân, giống như cương đao, trực chỉ la đông viễn. Cùng lúc đó, Vu Bân trên thân, còn tản ra một loại sát khí, một loại để người không kiềm lòng nổi sinh lòng sợ hãi sát khí. Ở đây sát khí phía dưới, đường duệ chỉ cảm giác được đối mặt mình, là một con hung thú. Không có không có ý kiến, ta. Ta không có ý kiến. Rõ ràng bị vu bân cường đại khí tràn gây kinh hãi, là đồng viễn nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Đường Duệ lúc này, cũng từ bản chủ trong trí nhớ, tìm được tương quan ký ức. Linh khí khôi phục, huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Ngàn năm qua, mặc dù nhân tộc tại các loại hung thú áp chế xuống không ngừng lùi lại, nhưng là huyết mạch chiến sĩ xuất hiện, vẫn là để nhân loại dưới đất miễn cưỡng đứng vững bước chân vì bồi dưỡng huyết mạch chiến sĩ, nhân tộc hạ đại lực khí. Mà một người có hay không có thể trở thành huyết mạch chiến sĩ, chủ yếu nhất chính là huyết mạch độ tinh khiết, huyết mạch độ tinh khiết càng cao, trở thành huyết mạch chiến sĩ khả năng càng lớn. Tại cùng một cái sinh tồn điểm, không giống huyết mạch độ tinh khiết, đại ngộ không giống nhau. Tỷ như tại phương diện ăn uống, huyết mạch độ tinh khiết đạt tới cấp 5 trở lên, mỗi ngày đều sẽ có một khối hung thú thịt, một chén hung thú máu hưởng dụng còn giống bản chủ đường duệ dạng này, thì cái gì cũng không có. Một khi tộc quần lâm vào khốn cảnh cần chiêu mộ thời điểm, dẫn đầu bị chiêu mộ, cũng là độ đậm của huyết thống thấp thiếu niên. Những này thú tinh, là hai người các ngươi trợ cấp, ghi nhớ, lấy về đổi một chút tốt trang bị, hoặc là tìm cái người vợ cho các ngươi lưu cái giống. Vu Bân đang khi nói chuyện, ném cho đường duệ cùng la đông viễn mỗi người ba viên thú tinh. Tại nhân tộc điểm định cư, nhất thông dụng tiền tệ, chính là thú tinh, một viên thú tinh giá trị, đầy đủ đường duệ ăn thịt một tháng. Vu bân đi, Tề Quân leo đến chính mình hai cái học sinh bên người, dùng sức vỗ vỗ hai người bả vai nói: hai người các ngươi phải cố gắng sống sót a, à? cố gắng sống sót. Lời này bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều lòng chua xót, quá nhiều. Tề Quân cho hai người thả giả, không, phải nói, Tề Quân tuyên bố hai người tại điểm định cư trường học kết nghiệp. Leo ra cái kia chỉ có hơn 10 mét vuông lớn nhỏ không khí ô trọc phòng học đường duệ cùng la đông viễn liền tiến vào chỉ có cao ba thước hầm ngầm ở đây hành tẩu biện pháp nhanh nhất vẫn như cũ là bò đường duệ chúng ta ngày mai sẽ phải đi gặp mặt trời lão hứa nói mặt trời là tròn ngươi cảm thấy thế nào phía trước bò la đông bình tiếng nói có chút run rẩy đường duệ vốn định giữ yên lặng nhưng là ngẫm lại bản chủ ký ức vẫn là gật đầu nói hẳn là tròn a lão hứa sẽ không gạt chúng ta đường duệ kỳ thật hôm qua ta liền có dự cảm người ta tài kiếp khó thoát ai lại để hai ta huyết mạch yếu nhất đâu la đông bình bắt đầu có giọng nghẹn ngào an gia phí phát xuống đến cái gì cũng đừng nghĩ đi tìm vợ đi ha ha chúng ta cũng là chiến sĩ về sau chúng ta không phải hài tử tìm vợ thật là xa xôi a à, ngay tại đường duệ cảm giác đến im lặng thời điểm là đông bình tốt như nghĩ đến cái gì đương duệ tuyển người vợ nhất định phải chọn tốt chúng ta chỉ có ba viên thú tinh dùng liền không có hiện tại thú tinh tại trong tay chúng ta quyền lựa chọn ngay tại chính mình một khi thú tinh rơi vào cha ngươi trong tay vậy nhưng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi đương duệ tận hưởng lạc thú trước mắt đi giống chúng ta loại thể chất này một khi ra sinh tồn điểm sống không quá một năm Ngươi còn nhớ rõ so với chúng ta lớn hơn một tuổi tiểu sinh sao? Ra sinh tồn điểm ngày đầu tiên hắn liền không có trở về. Thú tinh, đường duệ trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình một mực nắm trong tay thú tinh, vậy mà không có. Ăn gia phí, ba tháng ăn thịt đồ vật không có, cái này. Này làm sao thành? Có thế là dựa theo đường duệ ký ức, hắn giống như vẫn luôn thật chặt đem thú tinh siết trong tay, căn bản cũng không có gì thất khả năng ngươi đi trước đi, ta quên đồ rồi. La Đông Bình bất mãn ồn ào nói. Vậy ngươi đừng trách ca ca ta trước tuyển đi, qua thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Đang khi nói chuyện, La Đông Bình liền cũng không quay đầu lại hướng phía trước bò đi, mà đường duệ thì chuẩn bị trở về thân đi tìm thú tinh, thế nhưng là ngay tại hắn quay đầu sát na, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái khung cha. Năng lượng 215 thể lực 2. 8 lực lượng 2 phần 3 tinh thần. 12. 12 kỹ năng Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ nhất cùng các loại số liệu so sánh, khung chát bên trong hấp dẫn nhất đường duệ chú ý là một trương lóng lánh hào quang màu đỏ thắm tấm thẻ. Tấm thẻ này trọn vẹn chiếm 2 phần 3 khung chát. Sơ cấp dính dính thẻ đã đạt tới hợp thành điều kiện, có hay không hợp thành. Ngay tại đường duệ chú ý tới cái kia đỏ tấm thẻ màu đỏ lúc, đường duệ trong lòng, đột nhiên xuất hiện như thế một hàng chữ. Mặc dù không biết cái này dính dính thẻ là làm cái gì, nhưng là đường duệ không chút do dự lựa chọn hợp thành. Theo đường duệ lựa chọn, khung chát bên trong, năng lượng trị số biến thành 115, cái kia đỏ tấm thẻ màu đỏ, thì xuất hiện một. Cấp một dính dính thẻ. Có thể dính lấy thực lực gần tồn tại một loại kỹ năng, xác suất thành công 50%. Đây là cấp một dính dính thẻ, có phải là còn có đẳng cấp cao hơn dính dính thẻ đâu, dính lấy người ta kỹ năng có chút ý tứ, có thế là thế nào dính đâu. Ngay tại đường duệ nghĩ đến làm sao thí nghiệm một chút dính dính thẻ kỹ năng lúc, là đông bình đột nhiên giống người điên giống như bò tới nói. Đường duệ, cha ngươi đến bắt ngươi. Nghe nói hổ nữ cha hắn đã đồng ý để ngươi làm hổ nữ đời thứ nhất trượng phu. Hổ nữ là cái hảo huynh đệ. Đường duệ tại bản chủ trong trí nhớ, tìm tới cửa ải thứ nhất tại hổ nữ ký ức chính là câu nói này theo câu nói này mà đến là cả người cao tám thước cao lớn vạm vỡ đèn nhánh một gương mặt to trừ không có râu ri bên ngoài liền giống như trương phi tái thế thân ảnh trở thành hổ nữ đời thứ nhất trượng phu cái này cái này chẳng phải là quá chua sướng rồi a à, dù nhưng đã dung hợp bản chủ ký ức nhưng là đường duệ vẫn là khó mà tiếp nhận sinh tồn điểm một ít quan niệm cho nên tại La Đông Bình cho hắn nói ra cảnh cáo về sau, hắn bản năng liền hướng phía một phương hướng khác bò đi. Ở đây trong địa đạo bò, thật rất khó chịu, lúc nào có thể tìm tới một cái có thể đứng thẳng địa phương A, à, dư sợ, ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngay tại đường duệ âm thầm nhổ nước bọt sinh tồn điểm sinh tồn hoàn cảnh lúc, một cái như tiếng sấm thanh âm tại đường duệ vang lên bên tai. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.